Năm 1939, trong khu rừng dầu tại vùng đất Gò Dưa Gia Định xưa, một nhóm cư sĩ người Việt đã khởi lập một ngôi chùa mang tên Bủ Quang Tự để truyền bá Phật giáo nguyên thủy từ Campuchia về Việt Nam. Phật giáo Nam Tông Việt vẫn giữ được nguyên đặc tính giáo lý đặc thù của Phật giáo nguyên thủy thế giới, đó là tu hành theo thánh điển Pali. Trải qua 82 năm hình thành và phát triển, hệ phái Phật giáo Nam Tông Việt đã có trên 100 ngôi chùa với hàng ngàn tu sĩ trên toàn quốc. Xin mời quý vị hãy cùng Xây Dựng TV trở về Tổ đình Vũ Quang để tìm hiểu về nơi khai sinh của Phật giáo Nam Tông Việt. Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang trên đường di chuyển đến Tổ đình Bủ Quang, ngôi chùa được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Việt đầu tiên tại Việt Nam. Ngôi cổ tự này tọa lạc ở địa chỉ số 171-10, quốc lộ 1A, thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, nằm gần với nghĩa trang Gò Dưa. Hiện giờ tôi đang di chuyển trên con đường xa lộ Đại Hàng thuộc quốc lộ 1A hướng từ trạm 2 đi An Sương. Khi nào đến với cầu vượt Sóng Thần, quý vị đi thẳng thêm 1 km nữa sẽ thấy bên tay phải có một ngã ba. Ở đó có cổng chùa Bủ Quang rất to. Sau đó rẽ phải đi thêm chừng 200m nữa là đến. Nếu đi từ trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể đi theo hướng cầu vượt Gò Dưa, rẽ vào đường Lê Thị Hoa hướng đi nghĩa trang Gò Dưa. Chùa Bủ Quang mở cửa cả ngày. Tuy nhiên, nếu quý vị có nhu cầu vào chánh điện để lễ Phật thì nên đến vào giờ hành chánh. Ngày thường chùa khá là vắng vẻ và yên tĩnh, nhưng nếu quý vị đi vào ngày Chủ Nhật thì thường có đông Phật tử. Đặc biệt khi đến chùa, quý vị lưu ý nên mặc đồ trang phục lịch sự và kín đáo nhé. Như quý vị cũng đã biết, Việt Nam là đất nước có lịch sử Phật giáo lâu đời. Tính đến nay khoảng gần 2.000 năm. Phật giáo Việt Nam có nhiều tông phái khác nhau, nhưng phần lớn theo trường phái Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, mang màu sắc Phật giáo Trung Hoa. Ngược lại thì Phật giáo Tiểu Thừa, còn gọi là Phật giáo Nam Tông, lại có lịch sử non trẻ và quy mô khiêm tốn. Phật giáo Nam Tông Việt Nam hiện nay bao gồm hai hệ phái chính, đó là Phật giáo Nam Tông Khmer và Phật giáo Nam Tông Kinh, còn gọi là Nam Tông Việt. Phật giáo Nam Tông Khmer chủ yếu là các tu sĩ Việt gốc Khmer sinh sống tại Nam Bộ. Hệ phái này có lịch sử lâu đời, tương đương với Phật giáo Bắc Tông Việt Nam. Hiện nay có tổng cộng là 450 ngôi chùa Nam Tông Khmer, nhiều nhất là tỉnh Trà Vinh với 142 ngôi chùa. Còn hệ phái Phật giáo Nam Tông Việt được du nhập từ Campuchia vào từ năm 1939 do một nhóm cư sĩ Sài Gòn và Việt Kiều Campuchia thành lập. Năm 1957, Tổng hội Cư sĩ và Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam được thành lập, lấy trụ sở trung ương đặt tại chùa Kỳ Viên, thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đến năm 1981, Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam lại được sáp nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay thì Giáo hội Nam Tông Việt có tổng cộng là 127 ngôi chùa với 1.200 tu sĩ, trải dài trên 23 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, Tổ đình Bủ Quang được xem là ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Việt đầu tiên tại Việt Nam và là trung tâm hoằng pháp của Phật giáo nguyên thủy đầu tiên của các vị Pháp sư đời đầu. Theo các tài liệu nghiên cứu trong Tổ đình Bủ Quang, thì người có công truyền bá Phật giáo nguyên thủy từ Campuchia vào Việt Nam đầu tiên vào năm 1939, đó chính là phái đoàn truyền giáo của Hòa thượng Hộ Tông cùng với Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Huệ Nghiêm. Đây là những vị hòa thượng đã có mặt đầu tiên tại Tổ đình Bủ Quang này để hoằng dương chánh pháp. Còn người có công lớn nhất trong việc xây dựng đạo tràng Tổ đình Bủ Quang này để làm nơi hoằng pháp Phật giáo nguyên thủy, đó chính là nhóm cư sĩ của ông Nguyễn Văn Hiểu cùng với các ông Nguyễn Văn Quyến, Văn Công Hương.
Địa điểm được nhóm cư sĩ này chọn đất xây chùa là khu rừng dầu nằm trong địa bàn Gò Dưa, Thủ Đức, chu vi khoảng 2 mẫu Tây, phong cảnh thiên nhiên u tịch, yên nhàn, phù hợp để tu hành. Về nguồn gốc thì khu đất này thuộc sở hữu của ông bà Bùi Ngương Hứa, một gia đình giàu có trong vùng và rất sùng bái đạo Phật. Do cảm phục trước thiện tâm xây chùa để cúng dường tam bảo của nhóm cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu, nên ông bà Hứa đã rộng lòng cho họ khai phá đất để xây chùa, chỉ làm giấy bán đất với giá 1 đồng bạc danh dự. Ngày 15 tháng 4 năm 1940, nhóm cư sĩ của ông Nguyễn Văn Hiểu và phái đoàn truyền giáo của Hòa Thượng Hộ Tông đã mời Đức Sải Vương Campuchia là Chuông Nát cùng với 30 vị tỳ khưu Campuchia đến chùa Bửu Quang này để thực hiện nghi thức kết giới Sima theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và trồng cây Bồ Đề do quốc vương Campuchia hiến cúng. Về kiến trúc tổ đình Bửu Quang, năm 1940, cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu đã phát tâm bán căn nhà riêng của mình, dùng phân nửa số tiền bán nhà để xây chùa Bửu Quang bằng gạch ngói, theo lối kiến trúc rất đặc biệt, kết hợp và biến cách theo các loại kiến trúc Khmer, Tây và Tàu, thành ra một loại kiến trúc rất Việt Nam. Đồng thời, ông cũng xây một nhà tăng xá 3 lầu bằng gạch ngói cho chư tăng trú ngụ. Phần nửa số tiền còn lại, ông dùng để mua đất làm ruộng, thâu huê lợi cho chùa. Chùa Bửu Quang ngày nay không phải là kiến trúc thời của ông Nguyễn Văn Hiểu xây dựng, vì năm 1947, chùa bị giặc Pháp tàn phá. Sau chiến tranh, chùa được trùng tu xây dựng nhiều lần. Công trình tiêu biểu đầu tiên tọa lạc phía trước chánh điện, đây là Bồ Đề Phật Cảnh, mà phong cách kiến trúc Thái Lan trông vô cùng ấn tượng. Ở bên trong bảo tháp là pho tượng Đức Phật trong tư thế xúc địa thủ ấn. Thủ ấn này dựa theo sử tích Cảm Thắng Ma Vương. Còn ở bên trên đỉnh tháp là nơi tôn trí xá lợi của Đức Phật. Còn ở hai bên bảo tháp là tượng của hai vị La Hán. Bên trái là Thánh Tăng Đệ Nhất Tâm Bi Angulimala để cầu con. Còn bên tay phải là Thánh Tăng Bakula Trường Thọ để cầu sức khỏe. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chùa chiền chính là nơi cư ngụ và sinh hoạt của chư tăng. Theo giới luật thì vị tỳ khưu không được tự ý đứng ra xây chùa mà phải được sự chỉ dẫn của chư tăng và làm đúng theo thước tất của Đức Phật đã chế định. Trong đó quan trọng nhất đó là lễ kết giới Sima. Khi đến bất kỳ ngôi chùa Nam Tông nào, quý vị để ý sẽ nhìn thấy được xung quanh 4 góc của chính điện có cột mốc Sima đang đặt ở đó. Nếu như chùa không có kết giới Sima thì các tăng sự quan trọng đều không cử hành được, ví dụ như tăng sự dân y, tăng sự xuất gia. Trong khi chư tăng cử hành tăng sự thì không được bất kỳ ai được ở trong vòng Sima, còn ngược lại thì không thành tựu. Về mặt kiến trúc thì các ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông Việt thường có các công trình cơ bản như chánh điện, phòng khách, giảng đường, thư viện, khu nhà ăn, khu nhà ở cho tu sĩ riêng biệt, tháp cốt, vườn cảnh thể hiện các điển tích của Đức Phật. Ngôi chánh điện của hệ phái Nam Tông Khmer thường được xây dựng với kiến trúc cầu kỳ, tinh xảo, với nhiều lớp mái và nhiều hình tượng trang trí. Còn chánh điện của chùa Nam Tông Việt thì mang kiến trúc đơn giản hơn, thuần Việt hơn. Bên trong chánh điện được thiết kế tối giản, thoáng rộng. Khu vực ban thờ Phật bên trong chánh điện cũng được trang trí đơn giản, chỉ có hoa và đèn nến. Thường thì các ngôi chùa Nam Tông sẽ không có bát nhang và thùng phước thiện. Tại vị trí trung tâm của ban thờ là pho tượng của Đức Phật trong tư thế giáo hóa thủ ấn, hay còn gọi là thuyết pháp thủ ấn. Pho tượng mang phong cách Việt Nam pha lẫn Thái Lan, bên ngoài phủ lớp sơn vàng trông rất nổi bật. Ở phía gian bên trái là ban thờ của Hòa Thượng Hộ Tông,
người có công truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy từ Campuchia vào Việt Nam đầu tiên. Về thân thế thì Hòa Thượng Hộ Tông có thế danh là Lê Văn Giảng, sinh năm 1893 tại làng Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc xưa. Ngài trưởng thành và lập nghiệp tại Phnom Penh, Campuchia, ban đầu làm nghề bác sĩ thú y, có vợ và 6 người con. Về sau, Ngài đi tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, lấy pháp danh là Hộ Tông, dịch nhiều kinh sách sang tiếng Việt, truyền giảng đạo Phật giáo Nguyên Thủy cho người Việt trên đất Campuchia. Năm 1938, theo lời mời của nhóm cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu tại Sài Gòn, phái đoàn truyền giáo của Ngài đã đến hoằng pháp tại tổ đình Bửu Quang này. Ở sát vách tường phía bên trái đây là ban thờ cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu, người có công tìm đất xây chùa Bửu Quang để làm trung tâm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nam Tông Việt. Ngài sinh năm 1896 tại Cần Thơ, từng làm giám đốc Hỏa Xa miền Nam. Ông là bạn của Hòa Thượng Hộ Tông và cũng làm cư sĩ tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài cùng với Hòa Thượng Hộ Tông tham gia thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam và còn tham gia xây dựng nhiều ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Việt khác như là chùa Giác Quang, chùa Kỳ Viên, chùa Bửu Long, chùa Thích Ca Phật Đài. Còn ở sát vách tường đối diện phía bên kia, đây là ban thờ của ông bà cư sĩ Bùi Ngưng Hứa và Nguyễn Thị Hương, người đã có công hiến đất nhà để xây dựng chùa Bửu Quang này. Ở phía sau lưng chánh điện là nhà ăn của các vị tu sĩ trong chùa. Khác với Phật giáo Bắc Tông là ăn chay, các vị tu sĩ Nam Tông vẫn được phép ăn mặn, nhưng phải tuân theo luật tam tịnh nhục của luật tạng Nam Tông. Họ chỉ ăn một bữa trong ngày trước 12 giờ trưa. Buổi sáng và buổi chiều chỉ dùng cháo hoặc sữa. Tại vị trí trung tâm của nhà ăn, có đặt tượng thờ của Thánh Tăng Đại Lộc Sivali, được thỉnh từ Ấn Độ về, có chất liệu làm từ đá cẩm thạch hồng. Ngài đắc quả A-la-hán khi còn rất trẻ và là đệ tử của Đức Phật khi còn tại thế. Sivali có nghĩa là dập tắt những lo sợ nóng nảy, mang lại tài lộc an vui cho mọi chúng sinh. Ngài phù hộ cho gia chủ làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió. Chia tay với chánh điện và nhà ăn, giờ đây xin mời quý vị cùng đến với khu giảng đường và thư viện. Ở ngay phía trước cổng vào có tôn thờ tượng Đức Phật trong tư thế chuyển Pháp Luân Thủ Ấn. Cử chỉ này biểu thị cho dòng năng lượng liên tục của vũ trụ dưới dạng luân xa. Theo điển tích thì sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ, Ngài đã ban giáo lý đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Trước mặt quý vị đây là khu giảng đường và thư viện Phật giáo Nguyên Thủy. Trong thư viện dưới tầng trệt có hàng ngàn đầu sách, băng đĩa, tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Nam Tông. Còn khu giảng đường là nơi chuyên dạy về vi diệu pháp và chữ Pali. Đây còn là nơi diễn ra các cuộc hội thảo về Phật pháp. Đối diện với khu giảng đường và thư viện là công trình mang tên Tháp Midnight, cũng mang kiến trúc Thái Lan ấn tượng. Tại đây tôn tượng Đức Phật trong tư thế thiền định thu ấn dưới cội Bồ Đề. Ở phần đỉnh tháp cũng có tôn trí Xá Lợi Phật. Tượng Đức Phật được che mát bởi những tán cây Midnight có tuổi đời 120 năm tuổi.
Về hình dáng thì cây mít này khá giống với cây sake, nhưng trái mít này thì có gai dài hơn và có muối mít ở bên trong. Tổ đình Bửu Quang sở hữu khu rừng dầu cổ thụ rộng lớn và mát mẻ. Xung quanh là các thất riêng biệt của các tu sĩ, còn bên trong là các vườn cảnh mô tả các điển tích của Đức Phật. Ở trung tâm khu rừng dầu là quảng trường Phật Lộ Thiên. Đây là nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện Phật giáo lớn của Tổ đình Bửu Quang. Tiêu biểu nhất phải kể đến đó là lễ hội rằm tháng Giêng, lễ đặt bát hội, lễ dân y Kathina. Tại đây có tôn thờ pho tượng Đức Phật Gautama trong tư thế xúc địa thù ấn bằng chất liệu đá granite cao 4 mét. Ở ngay phía trước có tháp cốt cao 2 tầng. Tầng trên cùng tôn trí thờ di ảnh chư Tôn Đức Tăng. Tầng 1 thờ di ảnh cốt của tu nữ và Phật tử. Còn tầng trệt là nhà tang lễ. Phía bên phải của quảng trường Phật Lộ Thiên là tượng Đức Phật Đi Bát, mô tả cảnh Đức Phật đi khất thực khi còn tại thế. Trong các hệ phái Phật giáo thì phái Nam Tông và Khất Sĩ rất chú trọng pháp tu này. Tuy nhiên hiện nay do nạn sư giả đi khất thực quá nhiều nên hai phái này cũng không còn đi khất thực thường xuyên như xưa. Họ đã tìm cách tự túc lương thực tại chùa hoặc thí chủ đến chùa đặt bát cúng dường. Liền kề phía sau là tượng Đức Phật Thiền Định trên mình rắn thần Mukha Linda. Theo Phật thoại gốc từ Pali Tạng, khi Đức Phật tu thiền trong 7 ngày đầu dưới cội Bồ Đề, thì một cơn giông tố lớn trái mùa nổi lên. Rắn thần đã bò ra khỏi nơi trú ẩn và cuộn tròn 7 vòng nâng Đức Phật lên khỏi dòng nước chảy xiết, đồng thời dùng 7 đầu của mình làm thành một tán rộng che mưa cho Ngài. Sau 7 ngày khi biết trời đã khô tạnh, rắn thần cởi mở thân mình khỏi thân Đức Phật, hóa hiện thân thành một thanh niên đứng chắp tay đảnh lễ Đức Phật. Và ở vị trí cuối của khu rừng dầu là công trình mang tên Tháp Phật Nhập Niết Bàn, mang phong cách Thái Lan có quy mô bề thế. Bên trong tháp tôn thờ tượng Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong Phật giáo, Niết Bàn chỉ về trạng thái tâm linh thanh tịnh tuyệt đối, giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời. Ở sát bên tay trái bảo tháp Niết Bàn có một pho tượng rất đặc biệt và lạ lẫm trong Phật giáo Việt Nam, tuy nhiên lại rất phổ biến tại Campuchia hay Thái Lan. Nhiều người khi đến đây gọi pho tượng này là Phật Tứ Diện hay là Phật Bốn Mặt. Nhưng theo các tài liệu nghiên cứu thì kết luận rằng đây chính là Đại Phạm Thiên, hay còn gọi là Brahma, tiếng Thái Lan gọi là Maha Thraprum. Đây được xem là vị thần sáng tạo và tối cao trong Hindu giáo. Tuy nhiên trong Phật giáo thì Đại Phạm Thiên chỉ được xem là những vị thiên thần hộ pháp, thỉnh Phật thuyết pháp ở cõi trời. Quý vị và các bạn thân mến, Phật giáo là một tôn giáo có nhiều tông phái khác nhau. Dù tu theo phái nào đi nữa, thì tất cả cũng đều hướng tới sự giải thoát của bản thân mỗi người. Hệ phái Bắc Tông và Nam Tông tuy có nhiều quan điểm đối lập, nhưng giáo lý cương yếu vẫn đồng nhất. Trong vài năm gần đây, Phật giáo Nam Tông Việt đang có những định hướng phát triển và nhân rộng quy mô trong và ngoài nước, cùng với những tông phái khác góp phần xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một hưng thịnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.